Thân ái chào mọi người vẫn khỏe chứ? Hôm nay mình chia sẻ với mọi người về người bảo lãnh và người được bảo lãnh có trách nhiệm và quyền lợi gì ở Canada. Canada được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống bậc nhất thế giới với nền kinh tế phát triển, chất lượng giáo dục tốt và phúc lợi xã hội được quan tâm hàng đầu. Canada được Liên Hợp Quốc đánh giá cùng với những chính sách nhập cư rộng mở. Sau đây là điều kiện chung của người bảo lãnh định cư ở Canada. Người đủ 18 tuổi, người giữ hộ chiếu Canada 5 năm hoặc 10 năm hợp lệ, hoặc đã hết hạn không quá 1 năm. Là thường trú dân hoặc công dân Canada. Người đang cư trú tại Canada và sẽ tiếp tục sinh sống ở đây trong thời gian xúc tiến thủ tục bảo lãnh. Có đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh. Mức thu nhập 12 tháng gần nhất đạt đủ tiêu chuẩn, nhập tối thiểu do Bộ Di trú định ra để đảm bảo khả năng bảo lãnh. Đang không chịu bất kỳ mức án hay bị kết tội hình sự bạo lực, phạm tội về tình dục. Chưa từng chậm thanh toán một khoản vay di trú nào. Đang không bị giam giữ hoặc không bị trong tình trạng tuyên bố phá sản. Sau đây là điều kiện của người được bảo lãnh định cư ở Canada. Cha, mẹ, ông bà nội ngoại của người bảo lãnh. Người trên 16 tuổi có quan hệ hôn thú với người bảo lãnh. Người phối ngẫu trên 16 tuổi có quan hệ mật thiết từ 1 năm trở lên. Con dưới 18 tuổi mà người bảo lãnh đang sinh nuôi. Người con đang độc thân. Anh, chị, em, cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ dưới 18 tuổi chưa lập gia đình và cũng không có quan hệ chung sống với một người khác. Sau đây là các diện bảo lãnh định cư ở Canada. Diện thứ nhất, bảo lãnh định cư Canada theo diện vợ chồng. Đã kết hôn hợp pháp hoặc sống chung với đương đơn ít nhất một năm từ ngày nộp hồ sơ. Cả hai người đều có mong muốn định cư tại Canada và đủ điều kiện sức khỏe, cũng như có thể đáp ứng quy định luật pháp sở tại. Người bảo lãnh không được bảo lãnh người khác trong tối thiểu 5 năm từ ngày người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân. Nếu định cư Canada theo diện vợ chồng mà trong 24 tháng không có con chung, phải trải qua thử thách quan hệ trong 24 tháng. Diện thứ hai, bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ. Đáp ứng yêu cầu nhất định về mức thu nhập tối thiểu cho chương trình bảo lãnh này bằng cách nộp bản đánh giá thu nhập trong 3 năm liên tiếp do cơ quan thuế Canada hỗ trợ. Nếu người bảo lãnh đã kết hôn thì mức thu nhập có thể tính gộp chung với khoản lương chính thức của vợ hoặc chồng. Người tham gia bảo lãnh cũng cần cam kết hỗ trợ tài chính cho người thân trong vòng ít nhất 20 năm. Đơn thỏa thuận bắt buộc phải có chữ ký của cả người bảo lãnh và cha, mẹ, ông, bà. Diện thứ ba, bảo lãnh con cái. Cha mẹ đang sinh sống và làm việc tại Canada có thể bảo lãnh con cái đoàn tụ nếu đủ các điều kiện. Đương đơn phải là con ruột hoặc có thể là con nuôi của một thường trú dân Canada hoặc một công dân Canada. Cha mẹ chỉ có thể bảo lãnh cho con còn đang độc thân, chưa có vợ hay chưa có chồng và chưa có bất kỳ quan hệ ràng buộc nào về hôn nhân. Con cái phải dưới 19 tuổi tại thời điểm nộp đơn xin cấp visa định cư Canada, đồng thời phải sống phụ thuộc vào người bảo lãnh về vấn đề tài chính. Nếu trường hợp tính tại thời điểm làm visa định cư mà đương đơn đã trên 19 tuổi, thì họ phải chuẩn bị hồ sơ để chứng minh mình vẫn còn đang sống phụ thuộc vào người bảo lãnh về tài chính. Diện thứ tư, bảo lãnh người phối ngẫu. Hai người chung sống với nhau, bao gồm cả mối quan hệ đồng giới và khác giới trong 12 tháng liên tục không bị ngăn cách, trừ những chuyến đi vì lý do công tác hoặc gia đình ngắn hạn. Các bạn cũng cần có thêm các bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ của mình là thật.
người bảo lãnh và người được bảo lãnh có trách nhiệm và quyền lợi như thế nào. Khi nộp hồ sơ ký bảo lãnh, trước hết họ phải làm cái đơn IMM 1344. Người trong đơn này phải ký xác nhận những điều khoản và phải làm theo. Đây là luật, không làm thì là vi phạm pháp luật. Người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm cho người được bảo lãnh trước và sau khi có card thường trú. Trang thứ nhất có những ý tóm tắt như sau. Người bảo lãnh sẽ lo hết tất cả các khoản phí, chi phí sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, quần áo, ăn uống, sức khỏe, thuốc men, v.v. Đây là những chi phí bắt buộc người bảo lãnh phải chu cấp, kể cả con riêng của vợ hay chồng khi chưa đủ 18 tuổi. Người bảo lãnh sẽ ký xác nhận không được để người bảo lãnh xin tiền của chính phủ để sống sau này. Nếu người bảo lãnh mà xin tiền này thì để sống thì tiền này chính phủ sẽ tính lại vào người bảo lãnh. Và có thể người bảo lãnh sẽ không được bảo lãnh được ai nữa nếu chưa trả hết số tiền này cho chính phủ. Người bảo lãnh phải là người thân của người được bảo lãnh khi cần thiết. Khi bảo lãnh một người nào đó thì người bảo lãnh sẽ chịu một số trách nhiệm trong vòng một thời gian. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai người mà thời gian quy định sẽ khác nhau. Chẳng hạn, nếu vợ chồng hợp pháp thì người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm với người được bảo lãnh trong vòng 3 năm kể từ khi người được bảo lãnh có card thường trú. Con riêng của người được bảo lãnh nếu dưới 22 tuổi thì người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm trong vòng 10 năm hay phải đợi đến người đó 25 tuổi và kể từ khi con riêng có card thường trú. Nếu trường hợp con riêng hơn 22 tuổi thì thời gian chịu trách nhiệm là 3 năm kể từ khi có card thường trú. Nếu cha mẹ hay ông bà nội ngoại thì thời gian chịu trách nhiệm là 20 năm kể từ khi ông bà cha mẹ có card thường trú. Nếu trường hợp được bảo lãnh không nằm trong các diện trên thì người bảo lãnh chịu trách nhiệm là 10 năm kể từ khi có card thường trú. Trang 2 có những ý tóm tắt như sau. Dù có ly hôn hay đổi việc làm, hay mất việc hay đi học, thì người bảo lãnh vẫn phải chịu trách nhiệm như trong trang 1 đã ghi. Nếu để người được bảo lãnh xin tiền chính phủ để sống thì chính phủ sẽ tính lại với người bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh không làm tròn trách nhiệm thì người được bảo lãnh có quyền tố cáo. Canada là đất nước có chính sách rất thiện chí cho các diện đoàn tụ theo gia đình, nên các điều kiện bảo lãnh sang Canada không quá khó khăn và rắc rối. Nếu không tuân thủ điều kiện trách nhiệm khi bảo lãnh người thân sang Canada, thủ tục xin bảo lãnh của các bạn sẽ khó được chấp nhận. Các bạn thân mến, mình muốn các bạn nắm rõ một số quy định của chính phủ Canada trong các diện bảo lãnh, nhất là bảo lãnh vợ chồng. Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải hiểu và nắm rõ một số quy định trước khi mình ký đơn để tránh mọi sự lo âu và phiền phức sau này. Vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ tại đất nước lá phong đang chờ bạn khám phá. Vì vậy, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết của kênh Canada Những Điều Thú Vị nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.